Vâng, và vừa rồi chính là công dụng chính của bộ lens có tên là 16x35x mà ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn. Như chúng ta đã biết thì ngày nay thì nếu như các bạn sử dụng những chiếc điện thoại smartphone như thế này mà chụp ảnh mà các bạn muốn zoom xa, hoặc là các bạn chụp ảnh quay phim từ xa mà các bạn zoom ở trên những chiếc điện thoại smartphone của chúng ta, thì chắc chắn là chất lượng hình ảnh cũng như là video của chúng ta sẽ bị vỡ và sẽ bị phá rất là nhiều. Chính vì thế ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ lens 16x35x. Với bộ lens này sẽ giúp cho các bạn có thể quay phim cũng như là chụp ảnh từ xa khoảng cách là 100m hay thậm chí là 700-800m mà chất lượng hình ảnh của nó sẽ không bị tiêu giả. Ok, với bộ lens 16x35x này thì chúng ta hãy cùng thử xem trong đó nó sẽ có những phụ kiện gì để hỗ trợ cho chúng ta nha. Và cũng như ba bộ lens khác thôi, thì điều đầu tiên để bảo vệ lens đó chính là một chiếc hộp đựng lens. Đây các bạn có thể nhìn thấy kích thước của hộp là khoảng tầm chiều rộng này là 10cm và chiều dài của nó là 20cm, đủ thoải mái để cho chúng ta có thể chứa đựng được đầy đủ bộ phụ kiện của bộ lens 16x35x. Bên trong phụ kiện của chúng ta sẽ bao gồm một số những thiết bị như sau. Đầu tiên đó là không thể thiếu được phần thân lens. Đó. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ có một chân tripod cỡ nhỏ. Đó. Chiều cao tối đa mà chiếc chân tripod này có thể đạt được đó lên tới khoảng tầm 35cm. Đây các bạn có nhìn thấy. Rất ok đúng không? Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một chiếc gá kẹp. Với phần gá kẹp này sẽ giúp cho các bạn có thể lắp đặt phần thân lens lên chiếc điện thoại smartphone cho chúng ta. Đó. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một vòng kẹp. Và vòng kẹp này để giúp cho các bạn có thể gài phần thân lens lên chiếc chân tripod. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một chiếc remote. Đó. Phần remote này sẽ kết nối Bluetooth với điện thoại của chúng ta. Ở đây thì nó sẽ chia ra hai hệ điều hành để sử dụng, một là iOS hoặc hai là Android, và tùy thuộc vào điện thoại các bạn sử dụng loại gì thì chúng ta sử dụng những cái nút phím bấm ở đây cho nó thuận tiện nhất. Ok. Và khoảng cách từ xa mà chiếc remote này nó có thể đạt được và kết nối được với điện thoại nó có thể lên tới khoảng tầm 7 đến tầm 10 mét. Đó nhá. Ok, cơ bản của bộ phụ kiện của chúng ta là vậy. Còn cách lắp đặt như thế nào thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trực tiếp luôn. Sang tới phần lắp đặt thì ok, đầu tiên chúng ta sẽ lắp như sau. Các bạn sẽ phải lắp phần gá kẹp điện thoại với phần thân lens trước. Đó, chúng ta sẽ lắp vào phần camera của điện thoại. Ở đây phần kẹp này thì nó mới đang hỗ trợ cho kẹp 2 cam. Đó, các bạn nhớ nhá. Chúng ta nhớ là lắp phần ở đây nó có hai vòng tròn này. Đó. Vòng tròn trên và vòng tròn dưới. Thì vòng tròn trên để giúp các bạn có thể lắp vào phần cam chính của camera. Như hiện tại mình đây đang sử dụng một chiếc X Max. Đó. Nhớ là chốt. Sau đó chúng ta sẽ chốt vào. Ok. Xong phần gái kẹp điện thoại. Tiếp theo đó chúng ta sẽ lắp phần vòng siết lens với lại phần chân tripod. Các bạn lưu ý nhá, lắp sao cho nó không bị cấn vào hai cái vòng tròn xoay. Ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phần xoay tất cả nhá. Đầu tiên đó chính là phần xoay focus nấy nét. Các bạn nhìn này. Đó, phần lớn nhất ngoài cùng. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần xoay chỉnh độ zoom, độ phóng đại. Đó là từ 16 đến 35 lần. Là vòng lens thứ hai. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một vòng xoay để giúp các bạn có thể điều chỉnh, căn chỉnh ở trên màn hình điện thoại. Mình lấy ví dụ như thế này nhá. Ví dụ camera của mình nó lắp cái phần thân lens này vào thì nó sẽ bị phần viền đen ở phía xung quanh, bởi vì là góc camera của mình nó sẽ hơi bị rộng một chút, cho nên chúng ta sẽ phải xoay cái phần này sao cho nó sẽ bị mất cái phần mờ viền xung quanh đó đi. Đó, các bạn sẽ sử dụng đến phần vòng thứ ba. Ok, chúng ta nên nhớ là lắp phần vòng kẹp này sao cho nó không bị dính vào ba cái vòng xoay vừa rồi.
nhớ lắp chặt nha. Tiếp theo đó chúng ta sẽ lắp phần thân len với phần gá kẹp điện thoại mà mình đã lắp vào ban đầu. Nhớ là xoay đúng chốt gen nha. Ok. Tới đây chúng ta sẽ gặp phải một trường hợp, đó là khi chúng ta lắp phần chân với phần gá kẹp vòng ở trên thân len thì nó sẽ bị tình huống như thế này. Nó sẽ bị ngang ra như thế này. Chính vì thế thì việc tiếp theo thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái phần vòng này sao cho khi chúng ta lắp chân nó sẽ vào phần xuôi xuống dưới. Đó. Các bạn siết chặt lại. Nhớ là phải siết chặt. Ok. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ lắp chân lên thôi. Rồi, bẻ chân ra để cho nó đứng được. Ok, rất đơn giản phải không nào? Ok, phần lắp đặt đã xong. Và với việc lắp đặt này thì ngay kể cả bạn chưa dùng loại len này bao giờ thì chúng ta cũng lắp đặt vô cùng dễ dàng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test thử chất lượng hình ảnh khi chúng ta quay chụp từ xa với bộ len 16x35x này như thế nào nhá. Nếu như các bạn không biết thì mình đang đứng cách ở bên Royal City kia khoảng tầm 700-800m. Nhưng mà đây các bạn có thể nhìn thấy với chiếc len 16-35x này, mình có thể chụp được cả rõ hình ảnh cận cảnh của tòa nhà bên đó. Đây, mình chụp thử một ảnh để các bạn có thể thấy được nha. Đó. Rồi ok, chúng ta sẽ xa hơn ra phía đường láng một chút nha. Đó. Đó, các bạn có thể nhìn thấy mình có thể chụp zoom xa vô cùng. Cái này thì chắc chắn là sử dụng điện thoại không thì các bạn không thể zoom được đâu. Ngoài ra thì ngoài việc zoom của 16-35, của len 16-35 thì chúng ta cũng có thể zoom thêm vào trên của điện thoại nữa mà sẽ không bị gây ảnh hưởng gì về việc vỡ ảnh. Nhưng mà nếu mà các bạn zoom quá thì chắc chắn nó sẽ bị vỡ đấy. Ok, đây mình sẽ chụp thử tiếp một tấm nữa nha để các bạn có thể thấy được. Đó, bây giờ mình sẽ chụp thử mà không cần dùng len để các bạn có thể thấy được cái mức độ phóng đại của bộ len 16-35x này nó như thế nào nhá. Đó, bây giờ là vỡ hình. Đó, khi chúng ta sử dụng cái phần zoom của điện thoại thì ngay lập tức hình ảnh của chúng ta sẽ bị vỡ ngay. Còn nếu mà như các bạn có thể sử dụng bộ len 16-35x này thì chất lượng hình ảnh nó sẽ không bị tiêu giảm đi nhiều. Ok, đấy là chức năng chính của bộ len 16-35x này mà mình muốn giới thiệu cho các bạn trong ngày hôm nay. Và vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn bộ len 16x35x. Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là đặt mua sản phẩm này thì các bạn vui lòng click vào đường link phía bên dưới clip hoặc gọi điện trực tiếp tới số hotline bán hàng của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.